chờ đi, anh đứng nữa. Anh đứng ở ngoài cửa chờ đi. Đấy em gọi rồi. Đấy, đi đi. Đầu cụ ở bên này. Có hai loại à? Nhài với cát ạ. À. À. Trên nhài xong rồi thì chị cứ chẳng chỉ bảo nhà em chỉ cát chứ mà không nhài rõ ràng. Một việc. Cả nhà đồng ý trên nhài được không? Thế là phải hỏi, nên phải hỏi đúng không? Đúng rồi ạ. Thơm nhỉ? Mình là phải có thống nhất rồi. Để trà ấy. Hoài. Cho thơm. Cho thơm. Cho thơm. Cái đường là một phần làm hút ẩm đúng không? Ẩm gì đâu, cái này nó bọc kín nên đâu.
kín, nó là gắn cắn cái này gắn keo rồi, không vào được nữa rồi. Chẳng qua cái ngoài để gọi là có một tí ấy thôi, gọi là tâm linh thôi. Nhưng còn trong thực ra là kín rồi. Hoa nhài và hoa gì đây? Không phải nhài không, có ít và ít hoa nhài thôi. Chủ yếu là hoa gì này. Nhưng hoa nhài nhiều này đắt lắm. Có ít hoa nhài thôi, nhiều hoa nhài. À, nó gọi là dạ không biết. Cho nó êm thôi, rồi cho nó êm. Êm giữa quách và tiểu thôi. Cho nó êm. Không bị rung. Chèn cát thì nó cũng êm thôi mà, gì đâu. Cái này tác dụng chỉ đấy thôi. Có cái này thì có vẻ trân trọng hơn đúng không? Kiểu tâm linh hơn đấy. Với người đã mất thì cái này là mình cảm thấy vẫn đang sống chẳng hạn. Trả tác dụng thì sạch sẽ, nó sạch sẽ thôi, chứ không phải tác dụng để cái lúc vận chuyển giữa hai cái nó không cọ với nhau được. Thứ nhất là cái này nó để được lâu lâu năm là cái độ ẩm nó đúng rồi, lên lỏi vào bên trong này nó rồi, và nó hút hơn. Ví dụ là có hở một tí đúng không, ví dụ đấy. Chỉ giữ tặng mà thôi. Luôn. Bây giờ tạm đây chưa đến giờ thầy đến giờ à? Cứ đến giờ. Thế để chỗ nào? Để chỗ nào? Để chỗ nào? Ở trong sân. Quay Đây con đã giải lớp buổi sáng là lá thạch anh rồi. Đây lưới từ bà có đi rồi.
Ai biết rồi, biết rồi, đưa qua đây này. Đưa qua đây, 4 tuổi, 4 tuổi. Biết rồi, biết rồi. 4 tuổi, 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 6 người, 7 người, 8 người, 9 người, 10 người, 11 người, 12 người, 13 người, 14 người. Qua được nhìn được biết là qua được đấy. Rồi đây là phải may trên đá trên chín tầng là qua chư Phật cánh hoa qua. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Anh ơi, chỉnh hướng. Cứ thả vào khe chỉnh được anh nghe bây giờ anh chỉnh của em sao mới lại một tí chỉnh hướng lái rồi lái rồi lái một tí nữa đi anh ơi cho em một tí nữa lái một tí nữa làm nào tí nữa rồi cứ đo đi đo này đây là bàn này đúng được chưa làm nhiều quá thôi được rồi đo đo bắt là đẹp mặt cô đẹp mặt được đúng nam đây cái đẹp mặt tôi cái thẳng đây là chúng rồi đây vào đây rồi ok được rồi sang bắc đi sang bắc sang một tí nữa sang nữa đi anh ơi sang một tí nữa cho em đặt xuống dưới Được rồi. Nhưng mà bác bảo sợ vào cái này thì cho lùi xuống một tí. Không, cứ để từ. Không, cái này là cái đầu ở đây. Nó hơi vướng một tí. Quá rồi anh ơi. Lắc sang cái này đây một tí. Dịch bên ta. Đấy, đúng rồi, một tí thôi. Quá rồi. Tay phải. Rồi. Rồi anh ạ. Ok đi. Cái bàn này đến mà để thẳng nha thì mãi nó thẳng phải quay theo với cái này thì nó mới được. Rồi ok. Rồi ok. Đặt xuống dưới thì mình mới biết. Lên đi bấm này. Rồi. Bắt cơ quả trứng luôn nhỉ? Cái này làm nhiều. Bắt luôn quả trứng rồi. Anh ấn cho em các cái góc cạnh của cái này chưa? Đấy rồi, không sợ bị lại đâu. Anh ấn. Cái gì coi bê cái nào đâu ra? Anh ấn cho em. Chín vía bao hồn mơ. Nhập hồn mơ. Vũ bao hồn chín vía bao hồn mơ. Nhập hồn mơ. Rồi mọi người đi ra luôn đấy ạ, mọi người đi ra để xúc đất. Ai thả xong rồi. Bé tượng trưng thôi. Cho trong nhá. Đừng đi ra luôn nhá, ném đất. Đi ra luôn, đi thẳng luôn đi. Nam mô A Di Đà Phật khen đừng mà. Nam mô A Di Đà Phật. Con nuôi ra xong rồi bắt đầu con đường đất. Rồi rồi đất đi. Không vỡ được đâu. Người ta có nghe rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
anh ơi xem ông còn hương chân hư chân hương cho ông A di đà phật nam mô 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 a di đà